Xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Giờ tôi ăn ốc thôi. Mấy các bạn ăn nha. Ốc này hình như là ở sông Kỳ Cùng mới có ạ. Đặc sản tôi thấy nhiều nơi mà không có, tuy nhỏ thôi nhưng mà ngon nha, nó có vỏ nha, thịt nó săn săn chắc lắm. Nhỏ thôi nhưng mà ngon. Mời các bạn ăn. Ốc này đúng như là kiểu như là ốc đá đấy, ngon lắm. Đây là sẵn này. Nè, các bạn thấy không? Đấy, con ốc nó vậy đó. Thịt nó chắc lắm. Nhỏ nhưng mà ngon lắm. Đặc biệt là nó ở sông mà nó thác nha, đá nha. Thác nó chảy xiết nó mới ở nha. Đấy. Vì vậy mà nó sạch, nó không có bùn. Con này tôi đi luộc, còn sống được đâu. Luộc được. Bé không biết chừng nào no. Chứ còn nhỏ, mà nó ngon lắm. Tôi thấy nhiều nơi mà không có ốc này thật. Ốc này thấy ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Cao Bằng có, Lạng Sơn có.
thích luôn nhá.